tuyệt vời. Và chúng ta vừa thấy một màn nhấc bổng đối thủ lên trời. Và chúc mừng con. Và hai bạn bắt tay nhau cái. Hai bạn bắt tay nhau cái. Ôi, 100% đâu rồi? Ôi, 100%, bắt tay bạn cái. Rồi. Rồi, vui vẻ nhé con nhé. Rồi về chỗ. Bạn nào bên đây, nữ bên đây muốn đấu không? Bạn nữ. Con à? Con gái à? Con lớp mấy? Lớp 2 à? Lớp 2 xe 6 đúng không? Ờ, lớp 2 xe 6 đủ, lớp 2 xe 5. Lớp 2 xe 5 đâu? Có bạn nào lớp 2 đó? Hai được cái thời tiết đẹp nhỉ? Chứ như đợt trước đi lên game. Con lớp mấy? Lớp 2 xe 5, lên luôn. Ở lớp 2 xe 6 à? Con ở lớp 2 xe mấy? Con đấu không? Đấu bạn nhé. Lớp 2 xe 5 có bạn nào thi đấu không? Xe 3 chỉ đánh 2 nào. Các bạn ơi. Con lớp 2 à? Nhanh nhanh để chú còn tổ chức cho các bạn lớp khác. Rồi, lớp 2 xe 6 đấu lớp 2 xe 6 luôn. Rồi lớp 3 xe 5 chúng mình sẽ di chuyển đến với trò chơi tiếp theo nhé. Chào tạm biệt các bạn. Rồi chúng mình di chuyển các câu tiếp theo của mình nhé. Rồi chúc các bạn có một chơi vui vẻ. Lớp 2 xe 6 hai bạn vừa chú chỉ con. Với bạn nam kia lên đấu với nhau. Thế bạn nào đấu với bạn này không? Bạn này lớp 2 đúng không? Nên đấu bạn nhé. Được vui nhé. Rồi xin mời tất cả các bạn xe số 4 chúng mình sẽ di chuyển sang bên đây ạ. Rồi bạn nào để quên áo quên quần ở đây. Vâng, đi chơi này. Vâng, một cái áo, một cái quần. Rồi, bạn nào vừa vô tay nhỉ? Con à? Xe 4 thằng tay à? Xe 4 thằng tay. Bạn nào lớp 2 đấu với bạn? Nhanh à? Rồi, nếu không thì cho Trung Hải bên đây có bạn là lớp 2 không? Lớp 1 với lớp 3. Ở trên lớp 1, bạn nào muốn đấu với anh này không? Lớp 3, giơ tay. Bạn nào muốn đấu với bạn này? Lớp 3, bạn là lớp 3 à? Đúng không? Đúng không con? Anh nhỏ nhỏ kia đúng không? Không ạ, bạn là nhỏ nhỏ bằng cân này con. Cùng hạng cân này, bạn nhỏ nhỏ này là lớp 3 đúng không? Ô con gái ạ, à? Ừ chú xin đưa con. Rồi, thế bạn nào lớp 5? Bên đây có lớp 5 không ạ? Rồi, thế xe 6 chúng mình di chuyển đến với trò chơi tiếp theo nhé. Bạn xe 5 thì đi. Vâng, có bạn nào ở đây xe số 5 vẫn đang ở đây không? Chúng mình quay lại với lớp của mình nhé. Rồi xe 4, lớp 3. Lớp 3 và lớp 2 đúng không? Bật nhau trên kia chứ. Nên kia bật chứ, bật ở đây à? Bạn ở lớp 3 à? Rồi lớp 3, Diệp Vĩ Phong. Vâng, Diệp Phong. Bạn nào dưới đấy thầy gọi lên Diệp Vĩ Phong. Diệp đâu, Phong đâu? Bạn này bị năng không? Rồi các bạn ơi, chúng mình sang bước sang bên đây giúp chú nhá. Chúng mình sang bước người sang bên đây theo dõi. Tranh di chuyển ra phía bên ngoài xếp hàng cùng anh hướng dẫn viên.
xanh vừa làm xong thì cầm vào phần màu trắng, không được cầm vào phần màu đen để chuẩn mực lấm lem cho quần áo và tay chân rõ chưa nào. Các bạn đã sẵn sàng đã làm chưa? Rồi, đây ạ. Đi vòng đằng sau cô con này. Dơ chanh lên cho ta xem nào. Dơ chanh cho các bạn xem nào. Quay chanh ở đây. Nhí. Hồng Anh chanh con lợn đúng không? Con lợn ăn gì à? Con lợn nái à? Con lợn nái không? Đây là bức chanh gì? Bức chanh của Quỳnh Anh là bức chanh gì? Đây nhí. Không biết à? Chanh của con là bức chanh gì? Em khô rồi. Gì? Em khô rồi. Có con cấm. Có các cô chua đúng không? Các bạn ơi, bạn nào xong rồi thì ra đây xếp hàng nhé. Xếp hàng và cầm chanh của mình chia ra.